Kính chào quý vị đã đến với chương trình truyền hình Phật giáo Quảng Nam QCB số 32. Chương trình được phát định kỳ hàng tháng do Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam thực hiện với sự đồng hành của hệ thống thời trang trẻ FM Style. Trong chương trình lần này, chúng tôi xin được gửi đến quý vị những nội dung chính như sau. Khánh tế trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tròn 92 tuổi. Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam họp triển khai Phật đảng. Ban thông tin truyền thông Phật giáo Quảng Nam họp đầu xuân Kỷ Hợi năm 2019. Trao giáo chỉ Tấn Phong Ni sư Thích Nữ Nhật Tân lên hàng giáo phẩm Ni trưởng, bổ nhiệm trụ trì chùa Sư Nữ Diệu Quang. Phần cuối chương trình là cụm tin tức Phật sự tại địa phương đáng chú ý trong thời gian qua. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, trong giây phút đón giao thừa mừng xuân Kỷ Hợi 2019 tại chùa Đạo Nguyên, thành phố Tam Kỳ, hàng đệ tử xuất gia và hàng ngàn Phật tử các giới đã thành tâm đảnh lễ khánh tế trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, viện chủ chùa Đạo Nguyên tròn 92 tuổi. Tại buổi lễ, Đệ đức Thích Viên Tánh, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban trị sự Phật giáo thành phố Tam Kỳ, trụ trì chùa Đạo Nguyên thành phố Tam Kỳ, thay mặt đại chúng dâng lời tắc bạch chúc thọ lên trưởng lão Hòa thượng. Bằng tất cả tấm lòng thành, chư tôn đức và Phật tử thành tâm cầu nguyện Hòa thượng được mạnh khỏe, trụ thế dài lâu. Hòa thượng Thích Thiện Duyên ban đầu từ chúc mừng năm mới đến toàn thể đạo tràng, cũng như có lời khuyên dạy các hàng đệ tử cố gắng nỗ lực tu tập, tham gia tích cực hoàn thành các công tác Phật sự. Trong giờ phút đón mừng năm mới, với sự ấm áp đạo tình của người con Phật, trưởng lão Hòa thượng đã ban lộc đầu năm cũng như có lời chúc an lạc, tinh tấn và thành tựu thị nguyện đến với môn đồ, đệ tử. Ban thường trực, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp bàn bạc và thống nhất kế hoạch tổ chức đại lễ Phật đản Vesak Phật lịch 2563, dương lịch 2019 vào ngày 20 tháng 2 tại trụ sở văn phòng chùa Đạo Nguyên, thành phố Tam Kỳ. Cuộc họp dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, sự tham dự của chư tôn đức tăng ni, Ban thường trực, Ban trị sự Phật giáo tỉnh, các ban ngành trực thuộc. Theo kế hoạch, Phật giáo Quảng Nam tổ chức tuần lễ Phật đản từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 4 năm Kỷ Hợi và lễ chính thức được cử hành vào lúc 17 giờ ngày 15 tháng 4 năm Kỷ Hợi với sự tham dự của tăng ni và Phật tử trong toàn tỉnh. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động diễn ra trong tuần lễ Phật đản như lễ rước Phật, diễu hành xe hoa, xe đạp, tọa đàm, thuyết giảng, hội trại gia đình Phật tử toàn tỉnh, văn nghệ, ẩm thực chay, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tặng quà từ thiện. Đối với các cơ sở tự viện tùy theo khả năng có thể thiết trí lễ đài, vườn lâm tỳ ni hoặc hương án quyền môn. Một số cơ sở chưa đủ điều kiện tổ chức Phật đản, Ban trị sự Phật giáo tỉnh sẽ quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ. Phát biểu chỉ đạo, Hòa thượng Thích Thiện Thành mong rằng chư tôn đức trong Ban trị sự Phật giáo tỉnh, các ban ngành trực thuộc, Ban trị sự Phật giáo huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phát huy hơn nữa để hoàn thành những công tác Phật sự mà giáo hội đã đề ra, nhất là chuẩn bị công tác tổ chức trang nghiêm đại lễ Phật đản Vesak Phật lịch 2563 dương lịch 2019 sắp tới, dâng lên cúng dường ngày đản sanh đức từ phụ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Vào sáng ngày 24 tháng 2, Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Quảng Nam đã tổ chức cuộc họp mặt đầu xuân Kỷ Hợi và triển khai chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2019 tại chùa Linh Bửu, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ. Đại đức Thích Viên Hải, Ủy viên Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Quảng Nam cùng chư tôn đức thành viên Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh, đại diện Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, các phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, cộng tác viên kênh truyền hình Phật giáo Quảng Nam QCB tham dự. Tại buổi họp mặt, Đại đức Thích Viên Hải đã hoan hỷ chúc mừng năm mới đến toàn thể thành viên Ban Thông tin Truyền thông. Đại đức ghi nhận và tán thán những nỗ lực của chư tôn đức, tăng ni, Phật tử đã rất cố gắng đóng góp quan trọng trong công tác thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà trong năm qua. Đại đức cũng nhấn mạnh trong năm 2019 có rất nhiều hoạt động nổi bật, nhất là Trung ương Giáo hội đăng cai tổ chức đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam và đại lễ Phật đản do Ban trị sự Phật giáo tỉnh nhà tổ chức.
các thành viên Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh, Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo huyện, thị xã, thành phố, kênh truyền hình Phật giáo VCB cần cố gắng làm hết sức mình dưới sự chỉ đạo của chư Tôn Đức, lãnh đạo Ban trị sự Phật giáo tỉnh, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công của đại lễ. Tại buổi họp mặt, chư Tôn Đức, Phật tử cũng đã thống nhất nhiều chương trình hoạt động trong 6 tháng đầu năm như kế hoạch tuyên truyền về đại lễ Phật đản Vesak Phật lịch 2563 dương lịch 2019, ra mắt phim ký sự tài liệu về cuộc đời và đạo nghiệp của trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Duyên. Trong không khí tràn đầy đạo vị, Đại Đức trưởng Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh đã trao quà đầu năm và áo đồng phục của ban đến các thành viên, chúc mừng năm mới vô lượng, an lạc, các tường, thành tựu, viên mãn. Sau chương trình họp mặt, các thành viên trong ekip truyền hình Phật giáo Quảng Nam VCB cũng đã thực hiện bản tin truyền hình các số tiếp theo. Tiếp theo chương trình là cụm tin tức Phật sự tại địa phương đáng chú ý trong thời gian qua. Vào ngày 26 tháng 1, nhân lễ thứ nhật lần thứ 26, Cố Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Trí, nguyên trụ trì Chùa Diệu Quang, phường Hòa Hương, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Tam Kỳ, tổ chức trao giáo chỉ Tấn Phong Ni Sư Thích Nữ Nhật Tân, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, lên hàng giáo phẩm Ni Trưởng và công bố quyết định bổ nhiệm Sư Cô Thích Nữ Nguyệt Chiếu, đảm nhận trụ trì Chùa Sư Nữ Diệu Quang. Quan lâm chứng minh và tham dự có trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Hòa Thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng trị sự, trưởng Ban trị sự kiêm trưởng Ban tăng sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Hòa Thượng Thích Nguyên Quang, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, Hòa Thượng Thích Thiện Toàn, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự Phật giáo thành phố Đà Nẵng, Đại Đức Thích Viên Tánh, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, trưởng Ban trị sự Phật giáo thành phố Tam Kỳ, cùng chư tôn giáo phẩm Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Ban trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh, chư tôn đức tăng ni, trụ trì các chùa trong và ngoài tỉnh, đại diện chính quyền địa phương, đông đảo Phật tử. Tại buổi lễ, Đại Đức Thích Viên Trừng, Ủy viên dự khuyết Hội đồng trị sự, Phó Ban kiêm chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam đã công bố quyết định đặc cách Tấn Phong Ni Sư Thích Nữ Nhật Tân, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, nguyên trụ trì Chùa Diệu Quang lên hàng giáo phẩm Ni Trưởng. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Duyên đã hoan hỷ trao giáo chỉ Tấn Phong và Hòa Thượng Thích Thiện Thành trao lẵng hoa chúc mừng đến Ni Trưởng Thích Nữ Nhật Tân. Tiếp theo, Đại Đức Thích Viên Quán, Phó Thư ký kiêm chánh văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã công bố quyết định bổ nhiệm Sư Cô Thích Nữ Nguyệt Chiếu làm trụ trì Chùa Diệu Quang. Thượng tọa Thích Hành Nhẫn, Phó Ban trị sự kiêm trưởng Ban kiểm soát Phật giáo tỉnh trao quyết định đến Sư Cô Tân trụ trì. Sau khi đón nhận quyết định, Sư Cô Thích Nữ Nguyệt Chiếu, Tân trụ trì Chùa Diệu Quang cung đối trước chư tôn giáo phẩm chứng minh, dâng lời tác bạch, cúng dường và phát nguyện nhận lãnh trọng trách với tâm nguyện phục vụ giáo hội, phụng sự đạo pháp và hằng dương chánh pháp, hướng dẫn tín đồ tại địa phương đi đúng với tinh thần hiến chương của giáo hội và pháp luật của nhà nước. Sư Cô còn bày tỏ niềm tri ân đối với Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam, thành phố Tam Kỳ và đặc biệt đối với vị ni trưởng bổn sư đã chỉ dạy và tin tưởng giao phó trọng trách tiếp nối các bậc ni trưởng tiền bối để phát triển Chùa Diệu Quang trong tương lai. Hòa Thượng Thích Thiện Thành ban đạo từ chúc mừng và ghi nhận công đức ni trưởng Thích Nữ Nhật Tân đã hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự của mình qua các thời kỳ, góp phần phát triển Phật giáo Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Nam, thành phố nói riêng. Hòa Thượng còn có lời sách tấn, Sư Cô Tân trụ trì Chùa Diệu Quang hãy nương vào hạnh nguyện, lời dạy của bổn sư mình mà cố gắng tu tập, cũng như tham gia các công tác Phật sự chung của giáo hội trong thời gian tới, cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách mà giáo hội đã giao phó. Dịp này, hàng đệ tử của Ni Trưởng Thích Nữ Nhật Tân cũng thiết lập đàn tràng cầu an Ni Trưởng Ân Sư, Pháp hội trai tăng cúng dường, cầu siêu chư hương linh và chẳng tế âm linh cô hồn, nguyện cầu âm siêu dương thới. Ban trị sự Phật giáo huyện Quế Sơn long trọng tổ chức lễ đặt đá khởi công xây dựng chùa Xuân Phước tại khu đất mới thuộc thôn Phước Chánh, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn vào ngày 20 tháng 2. Quan lâm chứng minh và tham dự có Hòa Thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng trị sự, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, cùng chư tôn giáo phẩm Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Ban trị sự Phật giáo các huyện, thị, lân cận. Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì các chùa trong và ngoài huyện Quế Sơn.
đại diện chính quyền địa phương và đông đảo Phật tử các giới. Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Đồng An, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Quế Sơn, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, chùa Xuân Phước được thành lập vào những ngày đầu xuân năm Tân Hợi năm 1971 với tên gọi ban đầu là Niệm Phật Đường, ấp Xuân Phước, đặt tạm tại nhà Phật tử Trần Học, ấp Xuân Phước, xã Phú Thọ, Quế Sơn làm nơi sinh hoạt lễ bái hàng ngày. Ngày 13 tháng 4 năm 1973, năm Quý Sửu, đạo hữu Phan Hân cùng Phật tử tại địa phương đã đặt đá khởi công xây dựng chùa Xuân Phước, đánh dấu sự ra đời của một cơ sở Phật giáo tại vùng đất Phú Thọ này. Trải qua bao thời gian thịnh suy của đất nước, sự biến thiên của thời gian và nhất là do thời kỳ bom đạn chiến tranh tàn phá, ngôi chùa Xuân Phước đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Năm 2006, đạo hữu Trần Ngọc Tập cùng một số Phật tử địa phương đã phát tâm vận động kinh phí trùng tu lại ngôi chính điện, đáp ứng nhu cầu tu học sinh hoạt hàng ngày. Năm 2010, được sự đề cử của giáo hội, Đại đức Thích Thông Độ phát nguyện về đây hướng dẫn Phật tử tu học. Sau khi được giáo hội chính thức bổ nhiệm, Đại đức Thích Thông Độ làm trụ trì chùa Xuân Phước vào năm 2016. Ngôi Tam Bảo cũng đã xuống cấp, khuôn viên đắc lại chật hẹp, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tu học của tăng chúng Phật tử với số lượng ngày càng đông. Được sự chấp thuận của giáo hội và các cấp chính quyền, chùa Xuân Phước được di dời qua điểm mới cách chùa cũ khoảng 70 mét. Tại buổi lễ, Đại đức Thích Thông Độ, trụ trì chùa Xuân Phước cũng đã trình bày dự án tổng thể xây dựng ngôi chùa Xuân Phước tại khu đất mới có diện tích hơn 3.000 mét vuông với kinh phí dự toán hơn 6,5 tỷ đồng. Phần lớn kinh phí xây dựng nhờ vào sự trợ duyên, chú nguyện của chư Tôn Đức Tăng Ni và kêu gọi sự phát tâm cúng dường của Phật tử thập phương. Ông Võ Văn Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Thọ phát biểu bày tỏ niềm vui. Ông khẳng định ngôi chùa là nơi hội tụ các hoạt động mang tính văn hóa, là nơi giáo dục, đạo đức của con người và mong ngôi chùa sớm hoàn thành để đáp ứng các sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của nhân dân tại địa phương. Ban đầu từ tại buổi lễ, Hòa Thượng Thích Thiện Thành tán dương công đức, chư Tôn Đức Ban Trị sự Phật giáo huyện Quế Sơn, Đại đức Thích Thông Độ trụ trì chùa Xuân Phước và kêu gọi bà con Phật tử, các mạnh thường quân đóng góp tịnh tài tịnh vật để ngôi chùa Xuân Phước sớm được hoàn thành. Hòa Thượng còn gửi lời cảm ơn đến các cấp chính quyền đã tạo mọi điều kiện thuận duyên để Phật giáo huyện Quế Sơn nói chung và chùa Xuân Phước nói riêng phát triển ổn định. Sau lễ hành chánh, chư Tôn Đức đã niêm hương, xá tịnh và đặt đá khởi công đại trùng tu chùa Xuân Phước trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi người. Vào chiều ngày 8 tháng 2, ni sư các chùa thuộc khu vực phía Bắc Quảng Nam đang theo học tại Học viện Phật giáo Việt Nam, trường cao trung Phật học cũng như các trường đại học quốc gia trên khắp cả nước đã khánh tế chư tôn giáo phẩm cũng như hộp mặt đầu xuân Kỷ Hợi 2019 tại Tổ đình Trúc Thánh, phường Tân An, thành phố Hội An. Quang Lâm chứng minh có Hòa Thượng Thích Hành Niệm, trụ trì chùa Pháp Bảo, thành phố Hội An, Hòa Thượng Thích Như Phẩm, trụ trì Tổ đình Long Tuyền, Thượng tọa Thích Hành Nhẫn, trụ trì chùa Minh Giác, Thượng tọa Thích Đồng Mẫn, trụ trì Tổ đình Trúc Thánh, Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Chơn trụ trì chùa Bảo Thắng, Ni trưởng Thích Nữ Như Viên, viện chủ chùa Viên Quang, Đức Quốc và gần 100 tăng ni sinh tham dự. Sau khi đảnh lễ lịch đại tổ sư tại tổ đường, ban tổ chức đã cung nghinh chư Tôn Đức Quang Lâm lễ trường chứng minh buổi lễ khánh tuế. Đại đức Thích chúc nguyện thay mặt toàn thể tăng ni sinh dâng lời khánh tuế lên chư Tôn giáo phẩm, cầu nguyện quý ngài đạo thọ miên trường để làm chỗ nương tựa cho đàn hào học. Ban đầu từ, Hòa Thượng Thích Hành Niệm cũng đã sách tấn, động viên các tăng ni sinh nỗ lực tu học để sau này đủ năng lực kế thừa chư Tôn Đức, phát triển đạo Pháp và tông môn. Hòa Thượng Thích Như Phẩm, Thượng tọa Thích Hành Nhẫn cũng có đôi lời chúc xuân và khuyến tấn đến toàn thể đại chúng. Đặc biệt, từ nước Đức xa xôi, Hòa Thượng Thích Như Điển, phương trượng chùa Viên Giác, cũng đã gọi điện về vấn an sức khỏe chư Tôn Đức và thăm hỏi đến toàn thể đại chúng. Hòa Thượng cũng đã nhắc lại truyền thống tu tập của chư vị tổ sư, các vị danh tăng, danh ni tại đất Quảng Nam để tăng ni sinh lấy đó làm niềm tự hào và tinh tấn trong lý tưởng tu tập và phụng sự đạo Pháp. Trong dịp này, Đại đức Thích Thị Vinh, tri sự chùa Bửu Đà, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh đã gửi tặng học bổng Thích Như Thọ đến tăng ni sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập niên khóa 2017-2018 vừa qua tại các trường trung cấp Phật học trong cả nước.
Đây cũng là một việc làm thiết thực nhằm động viên tinh thần học tập của tăng ni sinh trẻ. Đồng thời, Hòa Thượng Thích Hành Niệm cùng Chư Tôn Đức Chứng Minh cũng có những món quà trao đến đại chúng nhân dịp đầu xuân Kỷ Hợi 2019. Vào sáng ngày 9 tháng 2, tại Chùa Lam Điền, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh đã diễn ra lễ hiến nhật cố Hòa Thượng Thích Trí Chơn, khai sơn Chùa Lam Điền. Quang Lâm Chứng Minh và Thấm Dự có sự hiện diện của trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng Minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng Minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Đại Đức Thích Viên Trừng, Ủy viên Dự khuyết Hội đồng Trị sự, Phó Ban Kim Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Phú Ninh, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì các chùa trong và ngoài huyện Phú Ninh, đông đảo Phật tử. Tại buổi lễ tưởng niệm, Chư Tôn Đức đã thành kính niêm hương tưởng niệm công đức của cố Hòa Thượng Thích Trí Chơn, khai sơn chùa Lam Điền và truy niệm chư hương linh tiền bối hữu công thờ tại chùa. Dịp này, chùa Lam Điền cũng tổ chức lễ cầu an đầu năm cho Phật tử tại địa phương, thí thực âm linh cố hồn nguyện cầu âm siêu dương thới. Năm 1946, Phật tử Huỳnh Cúc, cố Hòa Thượng Thích Trí Chơn đứng ra vận động thành lập khuôn hội Phật giáo Lam Điền, mượn nhà Phật tử Huỳnh Xuân, thôn 4, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, làm niệm Phật đường. Năm 1958, Phật tử địa phương đã vận động xây dựng chùa Lam Điền trang nghiêm. Trải qua hai cuộc chiến tranh, chùa Lam Điền bị tàn phá hoàn toàn, chỉ còn dấu tích nền móng cũ, Phật tử ly tán nhiều nơi. Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, bà con Phật tử lại trở về quê hương sinh sống. Cố Hòa Thượng Thích Trí Chơn cũng trở lại quê hương và cùng Phật tử địa phương tôn tạo lại ngôi chùa Lam Điền bằng vật liệu đơn sơ, mái tranh vách đất tạm bợ để làm nơi tu học, lễ bái hàng ngày cho Phật tử. Năm 1997, chùa Lam Điền tổ chức hoàn nguyện ngôi chính điện sau một năm, năm 1996, trùng tu xây dựng lại. Cũng trong năm này, giáo hội đã đề cử cố ni sư Thích Nữ Nguyệt Quang về đảm nhận trụ trì để hướng dẫn Phật tử tu học. Nhưng vì bệnh duyên, vào năm 2012, nữ sư Nguyệt Quang đã viên tịch, để lại niềm kính tiếc đối với giáo hội cũng như bà con Phật tử tại địa phương. Năm 2018, được sự đề cử của giáo hội và sự thống nhất thỉnh nguyện của tập thể tín đồ Phật tử chùa Lam Điền, Đại Đức Thích Viên Tịnh, tăng chúng chùa Đạo Nguyên, thành phố Tam Kỳ đã phát nguyện về đây hướng dẫn Phật tử tu học cũng như từng bước xây dựng lại ngôi chùa. Vào chiều ngày 12 tháng 2, Đại Đức Thích Viên Quán, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Bắc Trà My, Đại Đức Thích Thông Khiêm, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phó Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo cùng đông đảo Phật tử đã trang nghiêm cử hành lễ khai đàn dược sư cầu quốc thái dân an, chúng sanh an lạc tại chùa Trà Dương, xã Trà Dương và điểm nhóm sinh hoạt tại xã Trà Đông, huyện miền núi Bắc Trà My. Trước lễ khai đàn, Đại Đức Thích Viên Quán có thời pháp ngắn nói rõ về ý nghĩa thiết thực đàn tràng dược sư cầu an đầu năm cũng như hướng dẫn Phật tử trong việc tu tập hàng ngày, tạo sức mạnh tâm linh cho bản thân nhằm vật hóa gia đình và hoàn truyền chân lý. Sau đó, Chư Tôn Đức thực hiện nghi thức khai đàn dược sư, đạo tràng Phật tử hộ đàn đồng tụng kinh dược sư, tôn tượng Phật dược sư được tôn trí trang nghiêm tại Pháp hội. Đàn tràng dược sư tiêu tay duyên thọ, kỳ quốc thái dân an tại chùa Trà Dương, xã Trà Dương và điểm nhóm sinh hoạt tại xã Trà Đông đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh phù hợp với tinh thần chánh tín của Đạo Phật, của Phật tử, người dân đến chùa cầu nguyện an lành đến người thân và gia đình trong dịp đầu năm mới. Theo chương trình, vào lúc 19:30 hàng đêm, từ ngày mùng 8 đến ngày rằm tháng Giêng, Phật tử tại hai xã Trà Dương và Trà Đông sẽ vân tập về các địa điểm trên để tụng kinh dược sư cho đến khi bế đàn. Chùa Lộc Tân, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành đã trang nghiêm tổ chức Pháp hội dược sư cầu an đầu năm vào ngày 17 tháng 2, có hơn 500 Phật tử địa phương về tham dự. Tại buổi lễ, Chư Tôn Đức đã thành kính niêm hương bạch Phật, sái tịnh đàn tràng, trì tụng kinh dược sư, tổ chức Pháp hội dược sư cầu an đầu năm đáp ứng nguyện vọng cần thiết của người dân nói chung và Phật tử nói riêng, mong muốn một năm mới tràn đầy niềm vui an lạc, có niềm tin về cuộc sống, tạo động lực phát triển tâm linh và xây dựng kinh tế theo chiều hướng thiện, biết làm lành lánh dữ và nhất là giữ gìn ba nghiệp thân, khẩu và ý của chính mình. Ngoài ra, việc tổ chức Pháp hội dược sư cầu an đầu năm cũng là cơ hội để người người dễ dàng bước chân vào đạo, trở thành Phật tử chân chánh.
Vào ngày 18 tháng 2, chùa Kim Sơn, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn đã tổ chức lễ cầu an đầu năm, có nhiều Phật tử và người dân miền núi tham dự. Tại buổi lễ, Đại Đức Thích Trúc Ngộ, Ủy viên Ban trị sự tỉnh, trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Nông Sơn đã chia sẻ cùng đại chúng một thời pháp thoại với chủ đề chữ an trong cuộc sống. Sau thời pháp thoại là nghi thức niêm hương bạch Phật, toàn thể hội chúng đều nhất tâm tụng niệm cầu nguyện năm mới bình an. Đầu năm đi chùa lễ Phật đã trở thành một nét đẹp văn hóa của người dân Việt Nam nói chung và người Phật tử nói riêng mỗi khi xuân về. Ý nghĩa của việc tổ chức lễ cầu an đầu năm là cơ hội cho mọi người thành tâm sám hối, bỏ ác, làm lành, đồng thời phát nguyện làm nhiều việc tạo phước điền như phóng sanh, bố thí, cúng dường, hồi hướng công đức lành cho bản thân và gia đình được vạn sự an khang, cát tường như ý. Thưa quý vị, Pháp đàn Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật, một vị Phật hộ trì về sức khỏe, mang lại ánh sáng từ bi, trí tuệ, chữa lành các tổn thương của chúng sanh, được chùa Linh Bửu, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ tổ chức trang nghiêm với một lòng thành kính vào ngày 18 tháng 2 vừa qua. Buổi lễ cầu an xuân Kỷ Hợi diễn ra trong không khí trang nghiêm thành kính với các nghi thức niêm hương, hộ chúng tụng thời kinh, cầu bình an, dân sớ, cầu mong cho một năm mới bình an đến với mọi người, mọi nhà. Đại đức Thích Viên Hải, trụ trì chùa Linh Bửu hoan hỷ gửi đến bà con Phật tử về dự lễ lời chúc đầu xuân mới an khang, hạnh phúc, mọi sự hanh thông, thành tựu. Pháp hậu Diệt Sư tiêu tai duyên thọ năm Kỷ Hợi 2019 tại chùa Linh Bửu diễn ra thành tựu viên mãn, cầu nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, chúng sanh an lạc, âm siêu duyên thịnh. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin truyền hình Phật giáo Quảng Nam QCB số 32. Cảm ơn hệ thống thời trang trẻ FM Style đã đồng hành cùng chương trình này. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình số tiếp theo.